Theo hãng tin Xinhua, chính quyền địa phương cho biết vụ nổ xảy ra ngay sau 16 giờ chiều ngày 29 tháng 6 giờ địa phương, ảnh hưởng tới khu vực trong bán kính 1,14 km và gây hư hại nhà cửa cũng như các cơ sở thương mại gần kho pháo ở thành phố Zamboanga, miền nam Philippines. Thị trưởng thành phố Zamboanga, ông John Dalip, đã đến hiện trường vụ nổ. Ông xác nhận với các phóng viên rằng có ít nhất 5 người thiệt mạng. Trang tin Rappler dẫn lời ông John Dalip nói thêm có 38 người khác bị thương do vụ nổ. Văn phòng quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa của thành phố này cho biết 30 người trong số những người này bị thương nhẹ, trong khi 8 người còn lại bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đại tá Kimberly Molitas, giám đốc cảnh sát thành phố Zamboanga, cho biết trong số những người thiệt mạng có một trẻ em. Xe cứu hỏa từ tất cả các trạm của Cục Phòng cháy chữa cháy trong thành phố, xe cứu thương của chính quyền địa phương cũng như các nhóm cứu hộ tình nguyện đã ngay lập tức được điều động đến hiện trường. Đám cháy do vụ nổ gây ra đã được kiểm soát sau 1 giờ. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ nổ.